Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn dùng laptop mỗi ngày của công nghệ TLD. Ngày hôm nay thì mình sẽ tư vấn cho các bạn những chiếc laptop ở phân khúc nhẹ nhàng thôi. Chúng ta sẽ sở hữu những chiếc laptop từ 5 đến khoảng 8 triệu đồng. Và các bạn sẽ hỏi mình là những chiếc máy này có khả năng chơi game hay làm đồ họa cũng như các công việc giải trí văn phòng hay không. Thì thưa các bạn, thì hiện nay những chiếc máy này, nếu các bạn mua máy cũ đã qua sử dụng rồi, chúng ta hoàn toàn có thể chọn được những chiếc máy với tiêu chuẩn vàng. Ví dụ như là vỏ bằng hợp kim nhôm này, ví dụ như là RAM 8GB này, ổ cứng SSD này, các phiên bản có cả màn hình rời này, có màn hình Full HD này. Đấy, các bạn thấy là những cái tiêu chí đó thì thường sẽ ở những chiếc laptop cao cấp. Nhưng hiện nay với giá bán và công nghệ nó ra liên tục bây giờ, nên chúng ta chỉ cần biết cách chọn và build cấu hình của nó chuẩn chỉnh thì cái nhu cầu công việc các bạn nó sẽ ổn thôi. Còn hôm nay thì mình sẽ nhặt ra khoảng chục mẫu để cho anh em lựa chọn và nó phù hợp nhất trong những nhu cầu, đó là lập trình viên này, đồ họa ở mức cơ bản này và chơi những cái tựa game online đang rất thịnh hành trên thị trường. Mời các bạn đón xem ngay bây giờ. Thưa các bạn, là mẫu đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn ở phân khúc giá rẻ mà có thể làm việc tương đối tốt ở phân khúc 5 triệu, đó là chiếc Dell 6430. Thưa các bạn, là Dell 6430 được sản xuất đó là 2013. Máy có khả năng nâng cấp CPU, có khả năng nâng cấp ổ cứng SSD và RAM có thể nhận tối đa đó là 16GB kèm theo cặp màn hình rời và tiêu chuẩn độ bền đó là STD 80G. Các bạn có thể xem bài đánh giá của mình ngay sau đây rồi hãy lựa chọn nó các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chiếc thứ hai cực kỳ huyền thoại trên bàn của mình đây. Đây là chiếc HP EnerBook 8460P và 8470P. Những chiếc máy này thì cũng được trang bị giống y hệt so với tiêu chuẩn của chiếc đó là Dell 6430. Đó là tiêu chuẩn quân đội STD 80G về độ bền. Máy có đầy đủ hết các cổng kết nối cũng như vỏ máy bằng hợp kim nhôm. Và bàn phím của nó dùng cực kỳ sướng. Máy có khả năng nâng cấp đó là RAM tối đa 16GB, có khả năng nâng cấp CPU. Các bạn lưu ý để dòng CPU sẽ chạy dòng thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 3. Và các bạn, để các bạn chơi game và làm đồ họa tốt hơn thì các bạn nên chọn bản có card đồ họa rời và màn hình HD cộng, nó sẽ phù hợp với các bạn nhất. Các bạn có thể xem bài đánh giá của mình ngay sau đây. Vâng, thưa các bạn, là ở phân khúc đó là còn tầm 6 củ đi. 6 củ thì các bạn sẽ chọn được một chiếc máy cũng vỏ bằng hợp kim nhôm và là phiên bản nâng cấp của phiên bản 6430, đó là phiên bản Dell Latitude 6440. Các bạn thấy này. 6440 là chiếc máy được trang bị đó là chip M, ví dụ như i5-4300M. Các bạn lưu ý thì dòng chip M nó sẽ khỏe hơn dòng chip U. Và chiếc máy này cũng có khả năng nâng cấp RAM tối đa đó là 16GB kèm theo màn hình HD cộng. Và ổ cứng có thể chạy được SSD. Đây các bạn sẽ thấy nè, phiên bản này sẽ có cả phiên bản có led phím và không có phiên bản có led phím. Với giá bán tầm như i7, khoảng tầm i7 của nó là i7-4600M các bạn nhé. Chip này thì nó sẽ có giá dao động trên thị trường đâu đó nó khoảng tầm 7 triệu. Các bạn sẽ mua được i7 RAM 8GB luôn, SSD 256GB. Đây có lẽ là chiếc máy tốt nhất ở phân khúc đó là 6-7 triệu đồng thì chính xác hơn, 6-7 triệu. Với tiêu chuẩn độ bền đó là STD 80G của quân đội và vỏ máy bằng hợp kim nhôm. Nói chung là kế thừa tất cả những thứ mạnh mẽ nhất của các phiên bản giá rẻ, đó là 6430 các bạn ạ. Các bạn lưu ý tên máy là 6440 nhé, sẽ xem bài đánh giá của mình ngay sau đây. Thank you.
Thưa các bạn, chiếc thứ tư mình muốn giới thiệu các bạn ở phân khúc đó là màn to. Tại vì sao là màn to? Bởi vì đơn giản là các bạn nếu mà cái thời gian làm việc mà trên 8 tiếng một ngày, các bạn ngồi nhiều, các bạn bấm phím nhiều ấy, thì mình khuyên các bạn lên dùng những chiếc máy có màn hình to và có màn hình Full HD, có phím phụ, nó sẽ hỗ trợ công việc các bạn tốt hơn. Ở phân khúc này thì các bạn sẽ chọn phiên bản đó là Dell Latitude 6530. Các bạn sẽ thấy là hình thức ở trên bàn nó sẽ giống y hệt chiếc máy này. Đây. Nhưng mà nó to hơn, sẽ có thêm bàn phím phụ. Đây. Chiếc máy được sử dụng dòng Cebu thế hệ thứ 3 và được sản xuất đó là 2013. Nhưng đây là một chiếc máy lồi đồng cổ đá bán được nhiều nhất tại thị trường 2019. Một chiếc máy giá rẻ có thể làm mọi việc. Máy được trang bị dòng Cebu thế hệ thứ 3, i5 và i7. Các bạn có thể nâng cấp được nhé. Thậm chí là máy có thể chạy được chip QM, có là chip 4 lõi 8 luồng. Sẽ hỗ trợ các bạn sử dụng trong lĩnh vực lập trình, chơi game và làm đồ họa tốt hơn. Máy kèm theo bản cầm hình rời và bản cao cấp của nó sẽ có bản màn hình Full HD. Giá dao động từ 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi là phiên bản rẻ nhất và phiên bản cao cấp nhất của nó là hơn 7 triệu đồng và có thể chạy tối đa đó là 16 GB RAM kèm theo ổ cứng SSD và có thể nâng cấp 2 ổ cứng và máy còn có cả led phím nữa các bạn ạ. Thì các bạn có thể xem bài đánh giá của mình ngay sau đây. Chiếc thứ 5 mình muốn giới thiệu các bạn rẻ mà cũng được việc, cũng ở phân khúc đó là máy HP. Bởi vì những chiếc máy này tại vì sao mình lại giới thiệu các bạn? Đơn giản là những chiếc máy này bán rất là nhiều trên thị trường, nó phổ thông. Việc các bạn thay thế, nâng cấp và sửa chữa lai mai nó cũng rất là đơn giản. Chiếc HP cũng màn hình to, cạnh tranh trực tiếp với phiên bản 6530, đó là phiên bản 8570P và 8560P. 70 là phiên bản ra trước, nó là cạnh tranh con 6530. Chiếc máy này ở phân khúc thị trường thì nó có giá dao động cũng từ đó là 5 đến 8 triệu đồng. Cũng trang bị từ màn full và cầm hình rơi và bàn phím. Nhưng con này thì lại không giống như phiên bản 6530 là chưa có led phím. Thì hơi thiệt thòi một chút, nhưng bù lại chúng ta sẽ có vỏ máy bằng hợp kim nhôm. Vâng, thưa các bạn, ở phân khúc thứ 6 thì mình muốn giới thiệu các bạn đó là phiên bản màn to. Và phiên bản này có lẽ là không xa lạ bất kỳ ai ở phân khúc máy tính từ 6 đến 10 triệu đồng. Các bạn sẽ thấy đây là chiếc Dell Latitude 6440 đúng không? Vậy thì phiên bản người Anh có màn hình to hơn và có bản phím phụ thì nó là 6540. Phiên bản này có lẽ là chả cần mình giới thiệu các bạn bởi vì nó bán được quá nhiều trên thị trường và quá nhiều bài đánh giá tốt về nó. Thứ nhất là máy được trang bị chip M thì các bạn biết rồi. Có thể chạy được từ i5-4003M, i7-4006M, thậm chí là i7-4810MQ và có thể nâng cấp tối đa đó là phiên bản i7-4009 luôn, RAM 16GB và kèm theo cảm hình rời 2GB nếu các bạn chọn phiên bản có cảm hình rời. Màn hình Full HD thậm chí nó có cả Full HD IPS với tiêu chuẩn quân đội đó là STD80G. Phiên bản giá rẻ i5 của nó không có cảm hình rời, giá của nó chỉ hơn 6 triệu. Nhưng với hơn 6 triệu chip M thì các bạn có thể cày kéo tất cả những cái tựa game, chẳng hạn là Liên Minh Huyền Thoại, Dota, những tựa game mà nó nhẹ, không yêu cầu cấu hình quá nhiều thì chiếc máy nó là rất là hợp lý luôn. Với tiêu chuẩn độ bền nó lại cao, chính vì thế anh em chúng ta dùng rất là yên tâm với đầy đủ hết các cổng kết nối từ bên ngoài, từ cổng VGA này, cổng LAN này, cổng HDMI này, USB, đầy đủ hết luôn các bạn ạ. Hoàn toàn có thể yên tâm. Các bạn có thể xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng, thưa các bạn, là chiếc thứ 7 mình muốn giới thiệu các bạn cũng ở phân khúc đó là lồi đồng cối đá. Nhưng thưa các bạn, thì phiên bản này mình giới thiệu đó là chip U và không cạc họa rời.
Chính vì thế sẽ phù hợp cho các bạn làm văn phòng thôi. Văn phòng và đồ họa cơ bản nhẹ nhàng. Và chơi những tựa game kiểu như Liên Minh Huyền Thoại thì anh em chúng ta chơi thoải mái. Như mình đã giới thiệu thì những cái tiêu chuẩn nó là tiêu chuẩn vàng. Thứ nhất là dòng ThinkPad. Mình giới thiệu các bạn chắc nhiều quá rồi, các bạn cũng chả xa lạ gì. Thì chiếc máy mình giới thiệu các bạn thứ nhất là sẽ có màn hình Full HD này, có bàn phím quét phím này, có ổ cứng SD và RAM 8GB. Sẽ ở phân khúc giá đó là trên 6 triệu đồng, đó là chiếc ThinkPad T440S. Chiếc máy có trọng lượng rất là nhẹ, nó chỉ khoảng 1,5 cân, vỏ máy thiết kế chắc chắn với 2 pin, có thể chạy liên tục được khoảng 3 đến 4 giờ. Thì đây là chiếc máy rất tốt, phù hợp cho cái công việc vừa rồi mình nói với các bạn để xem bài đánh giá của mình ngay sau đây. Chiếc thứ 8 sẽ ở phân khúc cao cấp hơn một chút, đó là phiên bản nâng cấp của phiên bản T440S, đó là T450S. Nhưng chiếc máy này giá thì hơi đắt một chút, nó sẽ có giá dao động tầm khoảng trên 8 triệu đồng. Máy này trang bị CPU i5 dòng thế hệ thứ 5 các bạn nhé. Vị trí là chiếc máy sẽ được sản xuất đó là 2015, RAM 8GB và SSD 256GB. Màn hình Full HD đang có giá khoảng 8,5 triệu đồng trên thị trường 2019. Đây đều là những chiếc máy cũ đã qua sử dụng rồi. Nhưng được cái là màn hình Full HD của nó cực kỳ đẹp, với khả năng pin, viết các thứ gõ dùng văn phòng thì phải quên sầu luôn. Các bạn sẽ xem bài đánh giá của mình ngay sau đây. Chiếc thứ 9 mình muốn giới thiệu mọi người thì chiếc máy này sẽ phù hợp cho những người thường xuyên di chuyển đi lại và ít dùng trên máy tính, chủ yếu các công việc đó là check mail và đi công tác. Yêu cầu một chiếc máy mỏng nhẹ với thời lượng pin tốt, giá bán lại rẻ. Thưa các bạn, là mình sẽ giới thiệu các bạn đó là chiếc ThinkPad X250. Đây là chiếc máy huyền thoại trong làng di động, bởi vì trọng lượng máy nó chỉ có hơn 1 cân một chút, nhưng lại được trang bị 2 pin nhá, thời lượng pin có thể dùng được 3-4 tiếng. Máy được trang bị dòng CPU thế hệ thứ 5, trang bị ổ cứng SSD 128GB và có thể nâng cấp cao cấp hơn, chẳng hạn 512GB chạy phè phè luôn. Và RAM trong máy thì có thể nâng cấp tối đa khoảng 8GB, là anh em chúng ta dùng hoàn toàn thoải mái. Và cái cấu hình tiêu chuẩn cửa hàng mình đang bán nó chỉ có 6,3 triệu thôi. Máy thì các bạn biết rồi, ThinkPad thì nó quá bền rồi, với tiêu chuẩn quân đội STD 80G. Và màn hình của nó đó là màn hình 12,5 inch. Lưu ý là màn hình 12,5 inch thì nó nhỏ và sẽ phù hợp chúng ta có thể nhét cốp xe này, nhét cốp xe máy này, và thậm chí là nhét vào trong tay áo cũng được. Và chúng ta cầm nó rất là nhỏ luôn, nó rất là phù hợp với các bạn thường xuyên di chuyển đi lại nhiều. Bấm phím của chiếc máy này cũng cực kỳ sướng. Đây là chiếc notebook của mình thấy tốt nhất trong cái phân khúc giá rẻ. Các bạn có thể xem bài đánh giá của mình ngay sau đây.
Vâng, thưa các bạn có thể thấy là mình vừa tư vấn cho các bạn top những chiếc máy có phân khúc giá rẻ, đó là từ 5 đến khoảng 8 triệu đồng. Tốt nhất có thể làm đồ họa, chơi game cũng như các công việc văn phòng, lập trình, giải trí cơ bản của một công việc của một chiếc laptop. Những chiếc máy mình giới thiệu cho bạn đều như là những chiếc máy siêu bền, nồi đồng cối đá có trên thị trường. Và đây đều là những chiếc máy phổ thông. Việc chúng ta thay thế, nâng cấp hay sửa chữa những chiếc máy này nay mai nó cũng đơn giản. Bởi vì những chiếc máy giá rẻ này các bạn không biết cách chọn mua phải những chiếc máy mà nó ít phổ thông trên thị trường, việc chúng ta kiếm đồ nâng cấp thì nó cũng sẽ khó khăn hơn. Và đặc biệt những dòng này thì giá thành thay thế nâng cấp mà các thứ thì nó cũng sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Bởi vì nó đã là phổ thông thì đồ chúng ta nó sẽ có rất là nhiều, đúng không ạ? Các bạn hãy chọn cho mình những chiếc máy vỏ bằng hợp kim nhôm, vỏ bằng mazue, những chiếc máy này là rất là tốt. Lưu ý cho mình nhé, nếu các bạn làm việc nhiều, bấm phím nhiều mà làm lâu ấy, thì các bạn chọn cho mình những chiếc máy có màn hình 15,6 inch, có phím phụ. Các bạn làm dùng các công việc văn phòng, đồ họa cơ bản mà ngồi làm việc khoảng tầm 8 tiếng đổ xuống ấy, thì các bạn chọn cho mình những cái mẫu màn hình 15,6 inch. Còn các bạn cơ động duy nhất chỉ có một cái mẫu mình giới thiệu hôm nay, đó là cái mẫu 12,5 inch ấy, đó là X250. Thì cái mẫu này sẽ phù hợp cho các bạn thường xuyên di chuyển đi lại nhiều, cái này rất là tiện. Chú ý cho mình là những chiếc máy này đều có khả năng chạy pin. Pin nếu mà những trong con chip U mình giới thiệu các bạn hai pin ấy, chẳng hạn là T40, T450 hay là X250 ấy, thì nó chụp được khoảng từ 3 đến 4 tiếng. Trong khi đó những dòng chip M ấy, những dòng chip M thì nó ăn pin nhiều hơn, với cấu hình nó khỏe ấy, thì nó chỉ chụp được pin 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thôi. Nên các bạn mua máy cũng phải cân đối các bạn nhé. Những chiếc máy mình giới thiệu thì đều có khả năng nâng cấp RAM từ 8GB đến 16GB và đều chạy ổ cứng SSD rồi. Còn với thời buổi 2019 giờ để dùng nhanh và tiết kiệm thời gian thì các bạn chắc chắn phải nâng cấp cho mình những chiếc máy có ổ cứng SSD. Chứ đừng dùng những chiếc ổ cứng HDD trong máy mà nó chậm lắm các bạn ạ. HDD trong máy chúng ta chỉ dùng để lưu trữ thôi nhá các bạn nhá. Còn nếu mà anh em mà kiểu xem phim giải trí nhiều ấy, thì thiên về màn hình, anh em nên chọn cho mình những chiếc màn hình Full HD IPS là tốt nhất. Thì việc chúng ta có Full HD IPS thì cái góc nhìn và mọi hình ảnh trên màn hình nó sẽ sắc nét hơn các bạn nhá. Hy vọng đây là những cái kiến thức bổ ích để các bạn chọn mua những chiếc máy phù hợp nhất với cái công việc của mình. Còn thực ra thì việc chúng ta nhiều tiền hay ít tiền chưa chắc là quan trọng đâu, mà những chúng ta hay nhìn vào cái công việc chúng ta và tầm tiền chúng ta đầu tư và chúng ta nhận được những gì thì nó đầu tư nó hiệu quả. Thế nên một số bạn sẽ không hiểu, ôi sổ những cái máy này sản xuất lâu rồi thì có thể là nó dùng nó không tốt. Nhưng thưa các bạn, nếu các bạn kể cả mua những chiếc máy đời mới, nếu các bạn không biết cách build cấu hình và cái tầm tiền chúng ta nó ít, tất nhiên là tiền ít thì sẽ ít sự lựa chọn, nhưng không có nghĩa là chúng ta lựa chọn là chiếc máy không tốt. Còn đây mình cam kết với các bạn là những chiếc máy này đều bán rất phổ thông trên thị trường mà đều dùng phải được. Và chính sách của nhà mình thì anh em cứ cầm về dùng thử một tuần, không ưng ý thì anh em có thể yêu cầu đổi sang mẫu máy khác mà không mất tiền anh em nhé. Chính sách bảo hành thì mình sẽ bảo hành cho các bạn 6 tháng của những chiếc máy này. Các linh kiện bao gồm màn hình, pin thì mình sẽ bao test cho các bạn, đó là 3 tháng. Lỗi là mình đổi mới hết. Lưu ý là nhà mình đã bảo hành thì mình chỉ có thay thế thôi chứ không sửa chữa, bởi vì thực tế những đồ này thì bây giờ thay thế cũng dễ dàng mà nó cũng rẻ các bạn ạ. Chương trình giới thiệu và tư vấn cho các bạn những cái mẫu laptop có thể làm các công việc văn phòng, chơi game, đồ họa nhẹ nhàng của mình xin nên là khép lại. Lưu ý ở topic này sẽ có phân khúc giá từ 5 đến 8 triệu các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.